AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các em học sinh. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm bài văn miêu tả cây vải. Đầu tiên thì các em cùng với cô đi vào dàn ý chi tiết của ngày hôm nay. Ở phần mở bài, cô sẽ có các ý chính cho chúng ta như sau. Ví dụ như, quê em là quê hương của cây vải thiều, một loại quả đặc sản của vùng đất Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cứ vào mùa vải chín, từ những vườn vải của quê em lại rực lên một màu đỏ của những trái vải chín mọng, ngọt ngào. Em sẽ tả lại cây vải trong vườn nhà em cho mọi người cùng nghe nhé. Ở trên đây là các ý chính của phần mở bài của cô. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phần thân bài. Ở phần thân bài thì đầu tiên chúng ta sẽ tả bao quát về cây vải. Ở phần thân bài cũng như ở phần mở bài, cô sẽ đưa cho chúng ta các ý cụ thể như sau. Ví dụ như là vườn vải nhà em tương đối rộng, có khoảng hơn 50 gốc vải. Những cây vải nhà em đã rất cao lớn và ra quả được nhiều năm nay rồi. Hay là cây vải ra theo mùa trong năm. Từ những tháng riêng, tháng 2, cây vải trổ hoa rồi bắt đầu kết trái. Chất chiêu tinh túy của đất trời để đến khi tháng 5 về thì vườn vải bắt đầu chín rộ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ miêu tả về chiều cao, ví dụ như là cây vải nhà em cao chừng hơn 4 mét, tán và cành lá sum suê, thân cây không to lắm và có rất nhiều cành. Từ trên các tán lá xanh mướt, từng chùm vải chín đỏ mọng đang nằm trên cành. Nhìn từ xa, cây vải lúc này mùa hái quả không thấy màu xanh của lá mà đổi thành màu đỏ của quả chín. Tiếp theo thì chúng ta sẽ miêu tả về quả vải. Quả vải khi chưa chín thì có màu xanh, khi chín rồi thì có màu đỏ ối. Da vải sần, quả càng to, càng mọng thì da càng căng và gai càng lì xuống. Lớp vỏ bên ngoài, rồi đến lớp màng mỏng bên trong, rồi vào đến lớp cùi vải ngọt lịm, thơm ngon. Hạt vải ở trong cùng thì nhỏ xíu và màu đen bóng. Tiếp tục, một cây vải trưởng thành thì hàng năm như cây của nhà em có thể cho thu hoạch từ 2 đến 3 tạ vải. Tức là mình nói về năng suất của cây đúng không nào? Tiếp tục về giá trị của cây vải. Thì cây vải là một cây ăn quả được trồng ở rất nhiều nơi trên quê em. Quả vải thì ăn vừa ngọt thơm vừa bổ dưỡng cho sức khỏe. Cây vải cũng là một loại cây mang đến lợi ích kinh tế rất là lớn cho người dân quê em đúng không nào? Ở trên sẽ là toàn bộ ý chính của phần thân bài. Cuối cùng ở phần kết bài thì chúng ta sẽ nêu lên tình cảm, cảm xúc của mình. Ví dụ như là ngắm nhìn cây vải nhà em vào mùa quả chín thật là thích. Rồi, hay là em rất thích cảm giác ra vườn với tay lên ngắt một chùm vải chín rồi bóc bỏ vào miệng. Vị ngọt mát của quả vải rất tuyệt. Nếu có dịp, em sẽ mời mọi người về nhà mình chơi và thưởng thức thứ quả đặc sản này. Vậy là trên đây cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm dàn ý cụ thể cho bài văn miêu tả về cây vải rồi đúng không nào? Bây giờ các em cùng với cô đến với bài văn mẫu đầu tiên của ngày hôm nay, bài văn mẫu số 1. Nội em rất thích chăm sóc cây cối trong nhà và đặc biệt là cây vải thiều. Nội chăm sóc nó cẩn thận lắm nên cây vải thiều mỗi khi vào mùa thường nặng trĩu quả. Quả nào cũng to và căng mọng khiến cho những đứa trẻ như em luôn khao khát được thưởng thức ngay khi nhìn. Cây vải rất cao và to, nó cao hơn mái nhà em. Tán cây được xòe rộng và vươn rất xa, rất dẻo dai. Những tán cây xếp tầng nhìn như một cái ô to đủ để che mát cho 10 đứa nhỏ. Thân cây vải xù xì, to bằng một vòng tay của em. Lá cây vải nhỏ nhắn, nhìn giống lá nhãn, nhưng lá có màu xanh thẫm hơn. Cây vải thường thay đổi theo mùa. Mùa xuân, cây khoác trên mình màu xanh mơn mờn bởi những chồi non đang nảy lộc. Đến mùa hạ, cây trở nên thật oai phong bởi cành lá sum suê,
và thơm kết trái ngọt. Mùa thu, cây lại có một màu vàng úa. Đến mùa đông, cây trông khẳng khiu hơn bởi lá đã bị rụng sắp hết. Hoa của cây vải có màu trắng, bông hoa nhỏ xíu, li ti như điểm xuyết trên chiếc áo xanh sẫm, những chấm bi, khiến cây trở nên xinh đẹp lạ thường. Quả vải cứ thế đã lớn lên từng ngày, chỉ chờ để vươn cao, vươn to hơn. Với lớp vỏ nhìn trơn mịn, căng bóng, nhưng đến khi bạn sờ vào sẽ cảm thấy hơi nhám nhám đầu tay. Và đến khi tháng tư âm lịch đến, mùa vải chín bắt đầu. Một màu đỏ thẫm bao phủ khắp những tán cây, kẽ lá và lan tỏa một mùi thơm ngọt khắp cả khu vườn. Ông em thường hái những trái vải thơm ngon này để cho chúng em ăn và để cho những bác hàng xóm thân thiết. Trái vải là lộc của trời nên ai ai cũng yêu thích một thực quả thân yêu này. Em rất yêu quý cây vải. Cây như là một người bạn thân thiết, để lại những kỷ niệm đáng nhớ. Dù lớn lên, em đi xa, không còn ở đây nữa, nhưng em vẫn không thể quên những kỷ niệm với cây vải thiều. Vậy là cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm bài văn mẫu đầu tiên của ngày hôm nay rồi. Bây giờ các em cùng với cô đến với bài văn mẫu số 2 nhé. Hải Dương quê em có rất nhiều hoa thơm quả ngọt, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là vải thiều Thanh Hà. Những vườn vải vô cùng rộng lớn, những dãy vải dài cả cây số, cây nào cây nấy sum suê, nổi bật trên nền trời đồng bằng thoáng đãng. Vào khoảng tháng tư âm lịch, từng đàn tu hú bay về đậu trong vườn vải. Tiếng chim tu hú cất lên báo hiệu mùa vải chín. Từ xa nhìn lại, một màu đỏ sẫm bao trùm khắp các tán cây, lấn lướt màu xanh của lá. Những chùm vải sai chữ quả, trái tròn căng, nặng chữ cành. Sáng sáng, em cùng bố mẹ ra thăm vườn vải. Em ưỡn căng lồng ngực, hít mùi thơm ngào ngạt của vải chín tiết ra trong không khí mát lành. Nắng càng lên cao, hương thơm càng nồng nàn, theo gió bay xa. Nhiều nơi trồng được vải thiều, nhưng vải thiều ở Tiên Hưng, Thanh Hà là ngon hơn cả. Trái vải tròn, da mỏng mịn, màu nâu đỏ, lớp cùi dày trắng ngà, bọc lấy cái hạt chỉ nhỏ bằng đầu đũa. Bỏ vào miệng nhai, ta sẽ nghe tiếng giòn sần sật và lưỡi ta sẽ được thưởng thức vị ngọt sắc khó quên. Vải thiều quê em, theo nhiều con đường, đã có mặt khắp nơi. Người dân phương Nam và du khách nước ngoài giờ đây dễ dàng cầm trên tay chùm vải tươi rói như vừa hái ở trên cành. Không có gì thích bằng đi chân chân trong vườn vải chín. Đất phù sa mịn màng dưới chân và trên đầu là một vòm xanh pha hồng bát ngát, thơm ngon, văng vẳng tiếng chim tu hú đâu đây. Giữa mùa hè, những ngày thu hoạch, những ngày thu hoạch vải cũng là những ngày làng em vui như hội. Cây vải thiều đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể, góp phần làm đổi mới gương mặt quê hương. Vậy là ngày hôm nay cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm bài văn miêu tả về cây vải thiều rồi. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.